Có nguyện mà thầy nếu mới cự tu là thầy cứu hết trơn, không có bỏ sót người nào chứ. Bà con anh em ráng lo tu hiền, ráng làm lành đánh giữ, nam nữ gì cũng vậy, nhỏ lớn gì cũng vậy, ráng lo tu hiền. Cái thời kỳ này là cái thời kỳ gấp rút rồi, gấp dữ gấp rồi đó, thấy như vậy đó. Chẳng cứu người hương, cái người hiền đó là trời Phật cứu hết, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đây là cái thời kỳ hào môn mã kiếp này, hào môn này là tranh đấu. Cái hạ ngôn này nó độc đáo lắm. Cho nên đó, Đức Phật nó mới chọn cái người hiền đức mới đem về cái ngôi thánh đức. Còn cái người không tu, nếu mà không còn một mạng, nó Đức Ngọc Hoàng Du Sổ không còn một mạng nữa. Đó. Chứ sự thật là cái cơ trời đó tôi cũng là hiểu cũng nhiều lắm mà, nhưng tôi không dám nói. Đây là tôi nói nhé hé thôi. Bây giờ bà con mình ráng tu, lớn nhỏ gì xa rồi. Bây giờ tôi nói chú vậy nè, bọn đỡ bằng the đó là lấy cả tay chỉ vô là nó lũng cho vậy ha. Bây giờ nó tới rồi, nó tới rồi đó, nó vô cái khâu con giáp này nó tới rồi đó. Nhưng mà bây giờ như vậy nè, ổng nói khắp thế giới cửa nhà ta nó ác, bị là nó ác quá, ác đi. Nó chế nào là quả tiễn, ha, hạt bom điện tử này kia, nó giết người quá tay đi. Còn nước Việt Nam mình nó cái cục đạn mà chế chữa được nữa mà. Đó, cho nên nước Việt Nam mình mới như vậy, nó trời Phật mới ban cho nước Việt Nam mình. Còn nó để nó ác. Bởi vậy ổng nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm đàn thưa thớt vĩnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp thế giới biến di lương thương hải, dùng phép màu lập lại thượng ơn, diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn. Ổng nói cái cơ trời, ổng nói hết trơn. Bây giờ các nước sau này cũng... Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật có nói tu nhất kiếp nhộn nhất thời. Bây giờ không có cần tu lâu tu mau gì hết. Bà con Đức Thầy có nói trong cái giáo lý rõ ràng. Ông nói tu một ngày trời Phật cũng thương, ai biết phải giữa nương cửa Phật. Mà chở chân là gì? Chở chân cho kịp long qua có mặt ấy là hiền nhân. Chở chân là chở chân tránh, chứ không phải chở cái chân giò mình. Cái chân tránh mình chở lại là cái, nghĩa là cái chân tránh đó là trời Phật cứu vớt hết. Hiện bây giờ đã các ngài đã chờ mình để quay đầu trở lại nữa, mà các ngài độ cho mình, cứu vớt cho mình nên được, nữa là giải thoát. Chứ không, chứ còn là cái câu, cái bài mà Lô Tô thầy có nói đó, tôi nhắc qua một chút. Ông nói mấy chị tu lâu mà không đắc đạo, bị đi nói dạo tâm nọ đổ dời, ai thỉnh ai mời khoe mình đạo chánh, nói cho mà lánh để nửa hùm tha. Mình tu á thì mình phải nghĩa là chân chánh, đừng có là lợi dụng người ta ha, tất cả cái gì chứ. Nó là mình tu đó, tu giả dối, mình thật thà đối với nhau, tình đồng đạo với nhau. Cái gì nếu tôi á, nếu không có tiền tôi xin đồng đạo, tôi đừng có lừa gạt ha, là đem cái pháp này á mà nói chuyện đặng mà lừa dối người ta, ăn tiền là tội vạn kiếp không bao giờ trả lại nha bà con. Đó, còn nếu tôi không có là tôi xin. Tôi xin là bà con có bà cho, bà con cho tôi là tôi không có tội. Mà nếu tôi lừa đảo là cái tội này không bao giờ giải thoát được, không gặp ai được. Đó. Nam Mô A Di Đà Phật là tôi nói nghĩa là những anh em mình đó cũng có trong đồng đạo này cũng nhiều, lợi dụng nhiều lắm. Nam Mô A Di Đà Phật cho biết. Đó, còn cái gì cứ việc mình nói thêm để bổ túc thêm cho đồng đạo xa gần bốn phương. Dám bây giờ cái thời kỳ này nó gấp rút rồi, nó kế một bên rồi đó, cháu không còn xa nữa đó, nó có hại cái gì. Cho nên thầy có nói dáng tu đắc đạo, cứu cử quyền, thác chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng, sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Cái người tu này đó là có lợi như thế nào? Lại là cứu được cửu quyền thất tổ, trong gia đình được nghĩa là đầm ấm, trên thượng dưới hòa. Đó là mình tu. Rồi mình tu đây tại ta sao như vậy? Tu là cái chữ hiền, ăn chay niệm Phật không phải là tu. Ăn chay niệm Phật mà mình bước một bước tính một cái là không phải là tu. Đó, mình ăn chay Bởi vậy trai thiệt, thầy có dạy nó trai thiệt tránh, trai tâm mới quý. Tu hành nào lựng mặn trai, bà con ăn mặn cũng được nữa. Tu nói thật, đây là cũng như là chết sự thật, là các vị Phật Thánh Tiên đã kêu mình tu ít nhiều cũng phải trai, có phải trai mới được. Nó trai thiệt tánh, trai tâm mới quý đó, cái tâm trai mới quý. Còn ông Ba Thới đó, Đức Phật Thầy Tây An, ông có nói mài sừng cho lắm châu cũng là châu trai, mà ăn kiếp võ hầu cũng là con khỉ. Bà con mượn cái danh từ ăn trai mà bà con không có lòng từ bi bác ái thì không có gì đâu hết chứ. Còn hiện bây giờ bà con ăn mặn, cho nên những vị anh hùng, các vị anh hùng vì đất nước đã có ăn thương đâu, mà tại sao bây hiện bây giờ đền miễu thờ phượng mình lại? Đó là gì? Cái chữ chung. Mà cái chữ chung là cái gì? Chữ chung là hết lòng. Cái chữ chung là gì? Đất nước, nó hiếu gì cha mẹ. Thầy dạy có các hai cái đó mà mình làm được là mình sống đó. Chung với hiếu ta nên trao chỉ, hiền với lương, bổn đạo, vạn lòng đó. Còn cái bây giờ nếu không tu, không tu là khổ. Nói thật, cái thời này là bà nếu bà con không tu, bà con đâu có nắm được cái chân truyền của Phật Pháp gì không, thì bà con phải khổ. Nó còn nếu ta tu, ta nắm được cái chân truyền, cái giáo lý nè, làm phước, làm nhân, tu hiền, niệm Phật, ăn chay, thờ cha kính mẹ, cái đó là quý báu vô cùng. Còn nếu bà con không tu hiện bây giờ đó, đi giật dọc đâm chém người ta, rồi ai cứu? Bởi vì ông Phật nó cứu lương hiền chẳng cứu người hương, cái người hiền đó là trời Phật cứu hết, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đây là cái thời kỳ hào môn mạt kiếp này, hào môn này là tranh đấu, cái hào môn này nó độc đáo lắm, cho nên á, Đức Phật nó mới chọn cái người hiền đức mới đem về cái ngôi thánh đức. Còn cái người không tu, nếu mà không còn một mạng, nói Đức Ngọc Hoàng Du Sổ không còn một mạng nữa. Nó sự thật là cái tu là có lợi, tu là cứu được cửu quyền, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Mình tu rồi trên nữa cha mẹ nói mình nghe lời, rồi vợ con mình nói thì mình cũng nghe, nghĩa là khuyên khích vợ con, giàu có nó có nói gì hơn thua gì mình cũng nghĩa là lấy cái lời đạo Pháp mà mình nói riết. Nói ví dụ ban đầu nói một lần nó nghe, nói 5-7 lần riết nó cũng nghe. Đó là trong gia đình phải thận thảo không? Nó còn nếu mà mình bây giờ không tu, bây giờ đi ra nhậu nhẹt uống rượu cờ bạc ngã tới ngã luôn, ai cứu mấy ông? Tới cha mẹ anh em vợ con mà còn không có ưa nữa, rồi tới trời Phật nào mà thương nó? Thương cái người hiền đức, thương cái người làm lành lánh dữ. Đây là tôi nói cái câu này nó hơi chạm, mà bà con giàu có chạm, bà con cũng tha thứ cho tôi. Chứ sự thật nếu bà con được nhận ngộ được, bà con trở lại là tốt dữ lắm nha bà con. Cái thời kỳ này nè, hạo ơn này nè, trời Phật chọn cái người hiền đức, cho nên cái người hiền thì trời Phật cứu hết, giàu cỡ nào cũng cứu. Giàu tôi nói thật, đây là Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này nè, cái thằng Miên xuống đó mà bà con mà ôm cái can thôi, lội qua tự được cái qua cái cồn Hòa Hảo đó bà con sống đó. Chứ từ đây nó đi xuống tới Mỹ Tho đó. Tôi nói vậy thôi chứ tôi có đâu nói nó. Nhưng mà lượt qua cái sông trước là sống. Tôi nói vậy thôi. Là ông Phật nói tôi nhắc lại nha. Đó. Chứ sự thật là cái cơ trời là tôi cũng là hiểu cũng nhiều lắm mà, nhưng tôi không dám nói. Đây là tôi nói nhé thôi. Bây giờ bà con mình ráng tu, lớn nhỏ gì xa gần anh em chị em mà giúp cho tôi như gì đấy. Tôi cầu trời phẫn Phật, cầu cho thầy tổ độ cho chị em, anh em, con cháu được nghĩa là tới ngày thầy tổ về có mặt hội đông qua. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó thì cái đó bác khai ngộ được từ chỗ nào bác khai? Trong kinh giảng hay là tự mình ngộ ra? Nếu trong không. Kinh giảng thì bác khai có thể đọc lại một đoạn cho con nghe được không? Con cũng muốn tìm hiểu về. Đây là cái đó là cái kinh của Đức Phật Thầy Tây An mà, nhưng mà bác hai hồi đó có đồ thơ Đức Phật Thầy Tây An, có đồ thơ Đức Bổn Sư, có các đồ thơ hết trơn, nhưng mà người ta mượn người ta không trả, rồi thành ra nghĩa là coi rồi thành ra mình coi một hai lần nhớ vậy thôi. Nó cho nên á, Đức Thầy có chỉ nghĩa là trong đó là Tam Châu đó, Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa thập bát chư nhu động căn qua, đó là cái cửa câu Châu Đốc, cái chỗ Châu Giang đó là cái cửa đó là các 18 thập bát. Đây tắt nhạc. Thập bát quốc đó là trong đó là qua cái đường đó, mà cho nên nó sau này đó mình về qua cái sông trước đó là cái chỗ đó là đây là cũng nói qua thêm cái nữa là vì cái sông Bửu Giang Môn đó là Chúa mình ở đó đó. Bửu Giang Thiên Tử Sức bất chiến tự niên thành đó, Bửu Giang Sơn đó là cái Bửu đó là ngay sông Bửu Giang. Đó là sau này đây là bác hai cho con biết cái nữa, những các vị anh hùng hiện bây giờ nằm ở bển đó, chờ Chúa, chờ Thầy đó. Bây giờ tôi nhắc lại qua cái vấn đề Đức Phật Tổ. Trong khi Đức Phật Tổ mà lìa cha già vợ đẹp con cưng thanh chẳng xá sông pha bờ bụi đó, Ngài đã 6 năm ngồi trạch tri điên thiền ngồi đó mà Ngài cũng chưa đắc quả Phật. Đó, tại sao như vậy? Trường trai khổ hạnh đó mà Ngài cũng chưa đắc quả Phật. Nó xỉu lên xỉu xuống tới nghĩa là sữa dê mà đem đợi cho Ngài uống. Trong khi Ngài ngồi 49 ngày ngồi gốc cây Bồ Đề, Ngài mới hồi tâm khoảng chìm tắm trong tâm Ngài á. Ngài bởi vì Ngài chỉ cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên với Phật cũng là tại nó. Đó là cái lời Phật Tổ nó mình tìm trong tâm mình, Phật Thánh Tiên ở trong tâm mình chứ ở không có ở ngoài. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói Phật Đại Tâm chứ có đâu sao mà tìm kiếm ở trên non núi, chúng đục đẽo những cây với củi đúc xi măng sơn phết đặt tên ngục ba tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Đó là ở ngoài cái tâm, bởi vì Đức Phật Tổ có nói các chúng sanh đều có như ta, là mình tìm kiếm trong tâm 49 ngày ngồi gốc cái Bồ Đề, Ngài mới hồ quang khoảng tím chiều kiếm trong tâm Ngài mà Ngài đắc quả Phật. Thì hiện bây giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng lấy cái lời của Đức Phật Thích Ca mà chỉ cho mình tìm trong tâm mình chứ không ngoài cái tâm mình. Bây giờ bởi vậy Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy làm chân chánh là tiên là Phật, mà làm ra ăn ác là quỷ là ma. Bây giờ chẳng hạn như bà con, lời nói bà con có đức hạnh đó là cũng cái tu, chứ không phải mà vào chùa mà lại mà cho nhiều mà đó là tu, không phải vậy. Bây giờ bà con đối nhân xử thế, bà con biết nghĩa là mình ăn ngay ở thẳng, nói ăn thật, nói thật là Phật Thánh Tiên còn gì nữa. Còn nếu giả dối thì ma và quỷ chứ không phải đó. Chứ ngoài không, Đức Phật chỉ vào cái tâm của mình mà mình tím trong tâm mình đó. Bởi vì cái tánh sân hồ nộ nó cũng trong tâm, mà cái tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên là người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dễ trà mới có thể tranh tài đấu lực. Đó là cũng do nơi cái tâm mình, mà nếu cái tâm mình được nghiệp Phật rồi đó thì cái tâm này nó không còn vọng động nữa. Ai nói gì hơn thua gì mình cũng như luồng gió mình chảy qua đi. Đó là cái tâm, đó là tâm từ bi. Mà cái tâm từ bi sánh thể ngọc ngà nào sánh cũng bằng chứ. Chồng công trong các báo, cái báo nào, báo vật nào, quý báo cũng không bằng cái tánh thiện. Bởi vì Thầy có nói người mới sanh tánh thiện trời dành. Cái tánh thiện đó là nó quý báu dữ lắm bà con ơi. Ráng mà mình tu, ráng nhẫn nhịn, ai nói gì nói, hơn thua mình hơn. Mà Thầy có dạy hơn giàu thua nhắm mắt cũng ra ma, cũng không có gì. Bây giờ mình ráng lo niệm Phật để sao mình sống cái đời thượng môn thánh đức nó, để gặp trời, gặp Phật, gặp các vị Phật Thánh Tiên hết nó. Rồi nghĩa là mình được giải thoát luôn, không còn, mà mình cứu được cửu quyền. Hồi nãy tôi có đọc qua đoạn giảng đó, Thầy nói ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Cơ quyền là quyền cơ của Phật. Nó cho nên mình ráng tu nha bà con, muôn năm chỉ có lần này. Cái lần này là lần quý báu vô cùng, không có cái Cây nào mà bằng cây này chắc chắn á, mà nếu mà tu mới được giải thoát, còn không tu á thì linh hồn chìm đắm trốn đê hà, đây là trình hà, xong không biết chừng nào mà lên. Hết cái đời thượng ơn thánh đức là trên muôn năm, trên 10.000 năm rồi, còn rồi qua cái đời trung ơn mới hạ ơn mới đưa lên như gì nè, đâm chém nhau đó. Bà con thấy chừng nào bà con lên được, bà con cứu được cửu quyền. Hiện bây giờ bà con tu đây là cứu được cửu quyền, mà không tu không làm hiền làm lành nữa là quá uổng rồi, quá dở. Tôi khuyên hết bà con xa gần lớn nhỏ ráng tu ráng niệm thật bà con hết. Danh mà chi lợi mà chi bả, công danh chẳng có gia gì, mùi phú quý như dần mê tan rã. Sang cho lắm cũng là một kiếp, mà giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Có một đời một, không cháu ra hai đời đâu. Nếu bây giờ bà con tu được, bà con hưởng đời đời kiếp kiếp, không còn nghĩa là luân hồi, không còn nghĩa là xa đọa nữa. Có một lần này thôi mà mình ráng tu để bà con. Nam Mô A Di Đà Phật, là cái đức Phật, là cái đức Thầy. Hôm nay nhân viên vòng 2 đức Thầy có để dòng thánh giảng đó, ông hai Thầy đó là phiên trần sớm liệu bắp phai, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây là sao? Sáu đâu đổm bợt tháng ngày cho qua đó ha. Sao vậy ông hai? Bắp phai là cái đó là cái cảnh khổ, cái đó là nói về cái cảnh khổ đó là bóp khoai, là nghĩa là khoai lang lại với khoai mì, đến khi tận khởi độ kỳ khẩu ta, đó là cái cảnh khổ nó, cho nên cái cảnh khổ nó gần kề rồi. Mà hai nữa hiện bây giờ đã cái người tu á, biết làm hiền làm lành á thì nó mới khỏi nó, cho nên nó có. Hồi nãy tôi có nhắc lại là trong ruột năm non đó mà có lúa, có nó là gạo biết bao nhiêu đó, chén không biết bao nhiêu. Anh em là nghĩa là ông Biện Đại, ông đi với Thầy đi xuống dưới là dòm thấy hải phụng rồi, chén bát đũa không biết bao nhiêu, lúa thóc ở dưới đó. Bởi vậy lúa ba về núi để dành ngày sau, đó là cái cảnh, đó là cái cảnh khổ. Cho nên hiện bây giờ mà nếu mình tu á, cái người tu hiền đó không có dướng vào cái cảnh đó, ráng tu đi đó. Người ta đã đói với mình không đói, mà ta khổ mà mình không khổ, đó là cái người tu. Bởi vậy ta Thầy có nói người tu là của Phật trời, nói cho ai nấy vậy mà tu thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Cái người tu là phải có đức, nó có hạnh, cho nên trời Phật cứu hết trơn, đừng có sợ đó, nó. Dầu người ta khổ, người ta đói, người ta khát mà mình không đói đó, là chư thần, chư thánh, chư vị trăm quan đem về có nơi có chỗ cho mình hưởng hết trơn, chứ để đói vậy chết hết trơn. Còn đất với nước không sao nó, chỉ nghĩa là cứu cái người hiền. Mà cái người hiền này đó, cái người trung ca nghĩa khí với đạo pháp với Thầy tổ mới còn đó. Còn nếu mà không có nghe lời Thầy đó thì không còn một mạng nữa đó. Những người niệm Phật đưa đường qua lộ văn giáo vô thường quyết lưu đó, niệm Phật mà đưa đường đó là tiêu hết, không còn nó. Nhất tâm phải nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về đó ăn nữa. Chị an dưỡng chỉ một kiếp Tây phương hồ hướng, thác mê đồ thác của giúp cuộc luân hồi, đó là thác đó là cái người tu phải cố ra gắng làm lành đánh giữ. Chứ sự thật không phải mà nó đi tới đâu cũng nhớ niệm Phật làm lành đánh giữ cái lời nói mình. Ông Phật ông dạy nó khi thốt ra đang nói tránh điện từ lời nói, có phải đó đức hạnh là tu, chứ đâu phải mà vô núi vô non vô chùa mà tụng kinh cỏ mỏ mà tu, đâu phải. Cái lời nói mình đây là tu nhân đạo, mà cái tu nhân đạo mà mình tu không chọn lần sau bước lên tiên đạo Phật đạo. Chẳng hạn bây giờ người ta nói hơn thua mình cũng ráng nhịn, mình ráng niệm Phật đi đó, đó là mình tu, có vậy đâu đó. Mà có mất mát chỗ nào, chẳng hạn như chú có cái món quà mà chú tặng tôi không vớt thì chú để chú xài, có vậy đâu mà phải mà mình hờn giận đã chi đó. Bởi vậy ông nói đứng thần linh vẻ mặt vui tươi, vậy mới phải tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ thời trái thiết từ quy. Nếu gây gỗ thì không có tu không được đó. Phải cái tâm sáng suốt, ráng nhẫn nhịn, ráng làm hiền làm lành lãnh giữ, đó là tu. Chứ không phải mà tu mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con mà vô chùa vô lên núi thì tu, đó là đây là bây giờ tôi nói thật sự thật. Bây giờ đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng. Mà chẳng hạn như người tu thì dầu mà mình có cái nghiệp cái quả bệnh rồi cái nó cũng hết. Nó cũng như bà Út đó, bà mù mà thầy cứu được, mà cái vợ ông tên Sinh này chết mà thầy cứu được là vì ta có cái duyên căn. Còn nếu không có duyên căn cứu không được đó. Cho nên á, bà Quốc đó đã bà mù mà tại sao thầy cứu được đó. Cho nên cái vợ tên Sinh khi mà đậu cái ghe lại tới rồi đó là tính bồng vợ lên, thì nghĩa là thấy vợ chết rồi nhổ sào về, thầy bước thầy nói không sao, đem lên để cô cứu cho. Rồi cái ông Sinh ông nói bà thầy nãy là vợ con chết rồi, nó không mà đem lên tôi cứu cho. Lên rồi ông kêu chạy xuống sông á, múc nước xuôi lên rồi thầy cháu dệt miệng cháu uống vào cái tỉnh bơ như vậy còn mới quý. Đó là nghĩa là sự thật là như vậy đó. Cho nên á, thầy mình mà cứu cái người chết được, mù quáng tất cả về thầy cứu được hết, tất cả đều được hết, là vì thầy là một vị Phật. Mà Đức Phật này là Đức Phật Di Lạc nữa, lập cái hội Long Hoa này. Bởi vì nước ngoài đó nói nghe, nước Việt Nam có một vị Phật dẫn đạo và lập đời, lập cái đất nước. Bởi vậy thầy nói nghe, tu quốc dương có vợ có chồng sanh con đẻ cháu nối dòng Nam Bang. Tu quốc dương có vợ có chồng sanh con đẻ cháu đó. Như vậy đó. Cho nên đây là mình tu quốc dương, mà hai nữa là cái tu quốc dương là tu nhân đạo, mà tu nhân đạo nó cao dữ lắm. Bây giờ chẳng hạn như hai cháu, bây giờ mình dám ai nói gì nói, mình không quan tâm tới đó, cũng như cái luồng gió nó bay qua, chứ mình đừng có để ý trong tháp làm gì. Đó, như vậy là mình tu chứ có gì đâu, tu rất là dễ. Đó, mình ráng thập tánh. Đó. Đứng thần lưng vẻ mặt vô tư vậy mới phải đến đồ giáo. Nay ta đã quy cầu đạo gây gỗ thời trái tiết tự quy. Mình tu mà cự lộn, chữ lộn ai có chứ không. Mà hai nữa đó, chẳng hạn như bây giờ tôi cũng thành thật hai cháu. Bây giờ nè, rượu tôi không uống nè. Đó, tất cả gì trong mình tôi không có, tôi không thuốc, sách gì cũng không có. Tôi mới ra nói đạo được. Còn chẳng hạn như tôi bây giờ, tôi dướng cái này cái kia, tôi nói đạo làm sao ai nghe đó. Cho nên tôi không bao giờ không có vậy. Chẳng hạn anh em đồng đạo lại nhiều khi mình uống cà phê một hai ly, chứ tôi ở nhà tôi không uống nữa đó. Cà phê thuốc lá hại hư sắc phàm tôi không có, thuốc men gì trà lá gì tôi không có đó. Chỉ ăn cơm vậy thôi, giờ lo niệm Phật làm lành đánh dữ đó. Đến lúc mùa hè xong bá tánh biết ai hữu trí ta ra sức viết câu quyền bí chúng dân nơi rắn kiếm rắn tầm là gì qua năm dê. Qua năm dê là năm mùi. Cái mùa hè là cái mùa nào chú biết không? Sắp tới này hả, là sao vậy ông hai? Là cái mùa hè là cái mùa đó là mùa hè thu đó. Đó. Cho nên cái qua cái đó là cái người hiền đức đó thầy mới cứu. Qua năm giây đến lúc mùa hè đó. Cho nên hiện bây giờ thầy á, đức các vị Phật thánh tiên bây giờ lo bây giờ cứu cái người hiền, lo nghĩa là dung chồng với vị Phật pháp tăng hay là các vị chăm quan cũng là lộ độ cái người tu hiền. Cái người hiền bây giờ chư chăm quan độ hết trơn, bây giờ theo mình hết trơn. Nhưng đâu phải theo mà nói tu theo cháu hay là theo ông đâu có. Nhưng mà người ta trợ điển đó, các vị chăm quan điển hết, cho nên sáng suốt lắm. Nghĩa là qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu chí ta chịu định Tây Phương thọ ký dình nghiệp long đặng cứu dương trần. Dình nghiệp long là gì đó? Là cái năm dê đó nó khổ lắm, đến lúc mùa hè là khổ lắm. Mà dình nghiệp long đặng cứu dương trần đó là thầy mình không, thầy nói nè, nguyện á, thầy nói là tu hành chẳng được đức ăn thì đã chẳng phải sát tha người đời. Thầy đã có nguyện mà, thầy nếu biết người tu là thầy cứu hết trơn, không có bỏ sót người nào chứ. Bà con anh em ráng lo tu hiền, ráng làm lành đánh dữ, nam nữ gì cũng vậy, nhỏ lớn gì cũng vậy, ráng lo tu hiền. Cái thời kỳ này là cái thời kỳ gấp rút rồi, gấp dữ gấp rồi đó, thấy như vậy đó. Nhưng mà cái người á, người khôn á, nghe nói càng đầu, cái người khôn mình biết đó, đây là tới khổ sở này kia. Còn người ngu nghe nói ngửa đầu cười rao. Cái người ngu đó không biết gì chứ lo rượu trà cờ bạc đây mê biết, đâu có biết cái gì mà lo. Cái nghĩa là bào bổ, nghĩa cử quyền thất tổ, lo tu hiền làm lành đánh dữ đâu. Lo tối ngày thì sớm mơ sai chiều xỉn, đó là cái người ngu. Còn cái người hiền đức đấy là người trí, cái người trí là cái khôn ngoan, là đạo pháp người ta sáng suốt, người ta có nhiều duyên căn với kiếp trước với thầy tổ, cho nên người ta mới nắm được. Bởi vậy thầy có nói chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phận, cứ kiếp trước mình với thầy mình chữ hữu đã có cái phần với thầy tổ mình rồi, ngày nay mình mới tỏ ngộ được cái đạo pháp của thầy, trở lại là quý báu dữ lắm. Anh em chị em ơi, ráng lo tu hiền làm lành lĩnh dữ. Còn nếu mình không có duyên, bây giờ mình ráng gieo duyên với Phật pháp thì cũng tốt vậy đó, ráng đi. Chừng nào nhà láng hai lộ song song thì là đời mới là sắp tận diệt đó, đó là cái lộ trong lộ ngoài đó đó. Cho nên hai cái lộ đó là sáng vĩnh tre của Đức Cố. Ông Đức Cố này đó là ông Quang Đế Thánh Quân, tiền căn Quang Đế Thánh Quân, hậu kiếp đú Đức Cố Quảng Trần Chân Thành đó. Tại sao mà Đức Phật ở ông này ông mới tạo hả? Ông Quang Đế Thánh Quân bên Tàu mà sao ông về Nam? Bởi vì bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ Phật mới bước sang Nam Trào. Ông Đức Cố là Quang Đế Thánh Quân đó, tiền căn Quang Đế Thánh Quân, hậu kiếp Đức Cố Quảng Trần Dân Thành đó. Còn bà Đức Cố là Phật bà Nguyễn Thị Thạnh đó, Phật bà mà không biết Phật bà là Phật bà để bà nào đó, có đổi rõ ràng cái thờ đó là cái chỗ cái chùa của Đức Phật thầy lập ra bà Đức Cố ở đó đó. Cho nên hiện bây giờ Phật Thánh Tiên về nước Việt Nam mình hết trơn. Vì vậy cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người chung lẫn hiếu. Trung hiếu là còn mà tại sao mình không làm? Nó dễ vô cùng dễ, bà con ơi, dáng lo tu hiền làm lành lãnh dữ đi. Nó chung với hiếu ta nên trao chỉ, hiền với lương bổn đạo đèn lòng. Hiện bây giờ đó, chung với hiếu mình dáng mà bây giờ rất là dễ. Còn hai nữa là mình có vợ chồng mà dáng thận thảo nhau, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền đó. Bây giờ mình ráng vợ chồng phải biết nương với nhau, nhịn nhục với nhau, lo tu hiền làm lành lãnh dữ, đó là phước đức cái gia đình đó, đại phước luôn. Còn nếu mà ông chồng mà sớm sai chiều xỉn hay là con vợ rồi hung sùng quá rồi gỡ thành ra, nghĩa là chẳng hạn như bây giờ tôi nói ông này, đây là tôi nói một chuyện bên thầy. Ông này giờ ổng có con vợ quá hung, không ai lợi chân á, không ai lợi tới nhà hết, không tới nhà. Bữa đó đó ông bạn ông lại, ông mới năn nỉ, ông nói ông à, ông lại nhà tôi ông chơi mà. Nói không, tôi sợ ông vợ ông quá, tôi nghe nói vợ ông hung lắm. Nói không mà ông vì tôi chứ đâu phải vì vợ tôi. Đi lại mới đi vô tới cửa cái nó ngồi trên gác đó, cái thao xà bông nó hất trên đầu trên cổ của ướt sạch trơn. Ông nói thôi ông ơi, tôi sợ rồi vợ ông, tôi ra không. Nói trời ơi, có chút vậy mà cái sợ, cái gì mà sợ. Nó thôi đi, nó là gì đó thôi, ông ở ăn cơm với tôi. Ông cũng như vậy, ông kia cũng nghe lời, ăn nỉ quá mà bạn mà. Ở rồi cái đó mới cái lên ngồi chưa ăn cơm thì bà vợ đi ra bà hất cái cơm nước vậy đổ sạch trơn. Ông này nó thôi tôi sợ ông ơi, vợ về. Ông năn nỉ sao cũng về, nói vợ ông nhịn thì sao tôi sao mà tôi sợ lắm, tôi không về. Đến sau này thời gian sau vài ba tháng cũng tại ổng, nó ổng tập vợ ổng được cái ổng ra ổng đứng ổng buồn xo. Rồi cái ông bạn ông đó ổng nói trời, bữa nay sao mà ông buồn xo, bộ vợ làm dữ không? Nói không, bao giờ vợ tôi bây giờ nó năn nỉ, nó hiền quá rồi, bây giờ tôi không biết ai mà nữa mà làm là giữ cho tôi mà tôi nhẫn đó. Con vợ thấy người chồng hiền như vậy đó mà ban đầu phải mà nếu quấn lộn lấy lão người ta thành ra, sau này con vợ nó biết lỗi, nó nhìn nhận cái sai nó rồi, nó hiền rồi. Ổng buồn, ổng nói bây giờ tôi hết nhẫn ai được rồi đó. Đó là cái bổn chuyện bên thầy đã kể lại đó, như vậy đó. Bởi vậy mình ráng nhẫn, cái tu cái chữ nhẫn là đứng đầu mà Đức Phật thầy Thế An nói học xong chữ nhẫn biết niết bàn không xa. Học cái chữ nhẫn đắc đạo đó, ai nói gì cứ nói. Bởi vậy thầy có dạy đó, ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quá. Nó có chữ nhẫn là đứng đầu mà, chữ nhẫn là gồm hết trơn cái đạo pháp, nó đứng đầu hết. ráng học cái chữ nhẫn. Đó, anh em đồng đạo mình ráng học chữ nhẫn, đừng có sân. Nếu tánh sân nộ thường làm bảo được, nóng mà. Nên lại người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới thể tranh tài đấu lực. Đó mà đánh lộn đó, đâm lộn nhau đó. Hơn tự đắc teo khoe, dũng sức phải bị người hiềm khích ghét ghen. Thua hổ ngư làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ quan quan tứ báo. Nào, tao thua mày, tao kiếm chuyện, tao đâm mày. Cơn nóng giận chẳng kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trong rừng, thấy thịt tan cấu xé tương bừng, phân từ mảnh mới là hả giả. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, hãy tha thứ kẻ lỗi làm ngu sững. Cái người ngu mới chữ mình, với cái người hiền đó có chữ đó. Cái người hiền đó thấy mình đã thương muốn chết rồi đó. Mình hiền đó, còn cái người ngu sững đó, nó mới ghen ghét cái người hiền đức. Bởi vậy tại sao mà thầy có nói cái câu này: tu mặn mà ghét tu chay, tu chay mà ghét tu mặn, không ai tu nào. Hai ông này, anh ta ăn mặn kể anh ta ăn chay kể anh ta đi, mình ghét quá ghét lại như thế vậy. Ông đó, hai ông đó không có ngay ông nào chứ. Tu mặn ghét tu chay ghét tu mặn, không ai tu nào. Hai ông này không được ông nào chứ á. Cho nên á, mình á, ai ăn gì ăn, tại cái duyên căn của người ta. Nó thì nhưng mà người, bởi vậy thầy có nói cái câu này: tôi không suối ai ăn chay mà cũng không biểu ai ăn mặn, tùy theo cái căn cơ của người đó. Chẳng hạn như bây giờ người ta bên chấm quan rồi, người ta tu bên chấm quan người ta ăn mặn rồi sao nó bên chấm quan thì thọ bò vô giúp nước đó. Mình có bữa tu về Phật pháp, tu về giáo lý thầy thì tương dư giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân đó. Nó thầy giải rõ ràng. Cho nên á, ráng ăn tương á, thì cử cái sát sanh, chứ không phải mà đắc đạo. Hay là chẳng hạn bây giờ phóng sanh, bây giờ chẳng phân phóng sanh con này kia, mình có lòng nhân đạo mà, nhưng mà bây giờ tôi có số tiền này, tôi mua 500 hay 1 triệu bạc, tôi phóng sanh con cá, thấy nó có lợi mà nó không có lợi. Bây giờ chẳng hạn cái người đói, người nghèo, người già cả ao đau ốm mình do phải có phước, phải không? Còn con cá này mình thả nó đi rồi nó với mất tiêu, rồi người khác cũng bắt nên nó có lợi. Chẳng hạn như chú giúp tôi, bây giờ tôi đem cái Phật pháp lại cho cô đó, tôi nói chỗ cụ nghe, tôi trả ơn cụ bằng cái giáo lý của thầy. Còn bây giờ thả con cá, ăn cá đâu có nói vậy đâu, phải không? Cá không có nói vậy chứ. Cho nên á, bởi vậy thầy nó phải giúp cho kẻ đói mới nhằm đến lận ly khổ hạnh khổ lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Không làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà qua mà thở. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, phải giúp cho kẻ đói mới nhằm. Cái người đói mình cho đó, cái phước đức vô biên đó. Đó, ta nghèo khổ già cả đó là mình cho, đó là cái phước đức là vô. Mà hai nữa cái của đó là xài không hết, coi xài hoài không hết, là vì cái của này đó phước đức là quý hơn bạc vàng. Cái của này cho người ta xài hoài hết, chú cầm 1 triệu bạc chú đi xài hết, mà chú cho người ta có 1 triệu bạc này còn hoài, còn hoài, thấy người ta xài đó chứ nhân còn hoài, bị cái phước đức nó quý hơn bạc vàng đó, còn hoài đó. Bởi vậy nhiều cái như vậy mới về tiên, tạo cái phước được nhiều tiên về tiên đó. Phước đức nhiều tiên cảnh lên dài, cũng như mình thò tay lấy trong túi lấy đồ vậy đó. Mà tại mình không làm đó. Còn bây giờ giàu rồi để tiền bo đó, rồi cho giấy đặt nợ tội biết bao nhiêu, rồi ta không có trả cái mắng nhiếc, tội dữ lắm, tội dữ lắm tội. Phải vậy, bởi vậy thầy dạy đó, phải giúp cho kẻ đói mới nhầm đến lạng linh khổ hạnh khổ lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật tử. Không làm phước để già làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quá mà tới. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỏi, phải giúp cho kẻ đói mới nhậm, kêu rõ ra mà thầy kêu, giúp cho người hiền, người già, người đói đó là đại phước, cái phước đức vô biên đó. Cho nên ông hai, con hỏi là thầy nói là đời nay mà ông tợ mặn thưa, viên trong Lê Thứ chẳng thường một câu đó là nghĩa là mà bây giờ đó ở ngoài vùng ngoài nước ngoài đó giờ chụp đất sống thằng gì đó rồi đi... Bây giờ tôi nói chú vậy nè, bọn đỡ bằng thẻ đó là lấy cả tay chỉ vô là nó lũng cho vậy ha. Bây giờ nó tới rồi, nó tới rồi đó, nó vô cái khâu con giáp này nó tới rồi đó. Nhưng mà bây giờ như vậy nè, ông nói khắp thế giới cửa nhà ta nó bị là nó ác quá, ác đi. Nó chế nào quả tiễn ha, hạt bom điện tử này kia nó giết người quá tay đi. Còn nước Việt Nam mình nó cái cục đạn mà chế chữa được nữa mà. Đó, cho nên nước Việt Nam mình mấy như vậy nó trời Phật mới ban cho nước Việt Nam mình. Còn nó thì nó ác. Bởi vậy ổng nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm đàn thưa thớt vĩnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp thế giới biến di lương Thương Hải dùng phép màu lập lại thượng ơn, diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn. Ổng nói cái cơ trời, ổng nói hết trơn. Bây giờ các nước sau này còn, bây giờ tính ra 100 ngoài nước sau còn có 18 nước chứ hầu. Còn có 18 nước, còn có 18 nước thôi chứ không có tiêu hết. Đó. Dạ ông hai, thầy nói là ngọn thủy triều nô nức sụt sôi, bầu trái đất một tan lương thiển. Cái đó là sao vậy ông hai? Cái ngọn thủy triều này là cái nước. Dạ. Sụt sôi là cái sau này đó, nước dâng tới đọt cây, lửa cháy năm tắt. Đào Lư công chúa đốt mình năm tắt. Mà tại sao mình nó chết cái người tu không? Có chư thần chứ vậy, trăm quan đem về có nơi có chỗ, còn nãy tôi có thị quá thần luôn ức đó. Chứ không thôi còn cái người hung sùng không còn một mảng nữa. Đó, là vì nước lụt mà lửa cháy nó rồi làm sao? Làm sao sống? Nó ngọn thủy triều, thủy là nước, nghĩa triều là của ông ở dưới đó là Thủy Long công chúa là gì đó dừng lên. Bởi vậy không mới tận người hung tiêu diệt còn đâu, tận hết. Các con lành cũng phải chịu thảm sầu, nhưng gắn trí thầy đây cứu khỏi. Cái người tu không bao giờ mất. Người tu là của Phật trời nói cho ai nấy vậy, mà tu thân tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải thất sanh. Cái người tu có 4 thần linh cứu hết, không có bất. Dám tu đi. Đó. Với ông hai cho con hỏi, ngọn cải dầu trống lỏng cửa trời, người hung có tới đổi giờ hiền lương. Sau cái cửa trời là ở cả dầu mà người hung cái được ngay. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là nói cái cửa trời, cả dầu đó, cái cửa trời này nè, đó là cả dầu trống lỏng cửa trời. Trống lỏng cái gì mà người hung có đến mới đổ giờ hiền lương. Đổ giờ là cái người hiền mới vô được, mà vô được cái cửa cả dầu rồi đó mới vô được cái hội Long Hoa, vô được cái cả dầu rồi mới vô được cái trong cái núi dài, rồi mới vô được cái núi tượng là cái liên hoa đó, liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lên đóng chào người chân tu đó, là vô cái núi tượng đó là cái cả dầu này. Cái người hung sùng đâu có vô được tới đó. Là hai nữa là sau này đó thầy cho, tại sao mà trong cái đệ tử đúng bức thật Đức Phật thầy đã an cho cái đồng sới Bửu Sơn Kỳ Hương, còn thầy không cho. Thầy không cho, thầy nói sau này đó nếu tôi cho như vậy đó là tín đồ tôi bị cái người hung giết chết hay sao? Nó giật nó lấy vô, cho nên nó không cho cái miếng giấy trắng thôi, ông đưa cái miếng giấy trắng thôi. Mà nếu người có tu là lộ vô 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Nó còn cái người không có tu đó hay ông dịch vô cũng không có. Đó. Cho nên đó, như vậy mới vô được cái cửa trời, cái cửa cả dầu. Đó. Đó là cái cửa cả dầu là cửa trời đó. Nó là sau này đó là mình về đó đã vô đó rồi đã vô trong nhà bàn, hội nhà bàn. Rồi mới vô trong núi tượng luôn, là núi Ba Trúc đó, liên qua đua nở nụ cười rước tôi lưỡng đóng chầu người chẳng tu. Đó là vô tới núi tượng luôn, liên qua sơn đó. Dạ, trong hai con hỏi là thầy nói cái câu này không phải thầy nói mà người ta nói là cấm 5 ông thẻ không lẽ thua tàu. Đó là làm sao vậy? 4 thẻ là 5 ông thẻ gì ông hai? 4 ông thẻ ha. Dạ. 4 ông thẻ, 5 ông thẻ đã. Dạ. Cho nên hồi đó là cái mặt cửu á, nó mới ếm, nó đầu vua mình, rồi thành ra đó nó biết sau này đó nước Việt Nam á thì có sức thánh ra đời, nó mới ếm, rồi đó là ông Đức Bổn Sư lấy cây, ông Đạo Lập lấy cây, là hai cái ếm. Cho nên á nó ếm bằng chữ Tàu không à. Cho nên á ông Đức Phật thầy Tể An mới sai ông Đức Cố, ông Đức Cố Quản đó xuống cấm 5 ông thẻ, cấm 5 ông thẻ đặng cho ông phải một 4 ông thẻ, 4 gốc mà ông thẻ trung ương là ông thẻ nó cấm. Tôi có vô ông thẻ trung ương trong đũa cấm đó, trong cái hang đó là ba cao gì nè, chữ Tàu không ha, đó là ông thẻ trung ương đó là trong đũa cấm đó, tôi có vô đó đó. Hồi đó tôi đi đưa giếng mà đó là bởi vậy. Đức Phật thầy Tể An nói xuống 5 ông thẻ không lẽ thua ông Tàu là Mã Cửu. Mã Cửu hồi đó nó ếm nó biết nước Việt Nam sau này xuất thánh cho nên nó ếm mất cái linh thiêng. Nhưng mà Đức Phật thầy Tể An nghĩa là xuống khai ông Đức Cố xuống 4 ông thẻ, 4 ông thẻ đó là trắng 4 gốc, 4 ông thẻ là tứ tướng đó chứ không phải tầm thường đó, tứ tướng đó đó. Cho nên trong đó đó ông Đức Bổn Sư lấy cây, ông Đạo Lập lấy cây, rồi thành ra là từ đó tới giờ là ông Mã Cửu, ông Mã Cửu ếm. Rồi trong cái 4 thẻ đó rồi sau này người tu mình vô 4 thẻ đó và mình làm bây giờ, hiện bây giờ mà mình ở đó đồ mình làm ăn được không? Được chứ, nhưng mà bây giờ tôi báo chú dây về nè, Nam Mô A Di Đà Phật, nói đây là nói hồi nó cũng nói cá hơi lộn chút. Bây giờ 4 ông thẻ này nè, sau này đó cái người làm ăn tu hiền không tu hiền gì đó sau này ra hết, 4 thẻ này không có ở trong này được, chứ thành cho ra hết trơn mới lựa chọn lại cái người tu hiền mới trở vô được 4 ông thẻ này, còn cái người hung không có vô được 4 ông thẻ đó. Bây giờ 4 ông thẻ này cái người tu không tu bây giờ rượu trà nó cũng có trống hả, nhưng mà sau này chư thần đuổi ra hết trơn nó, chừng là núi nổ la đá chai đá hang đờn nữa là nó văng ra không biết bay xa nữa. Cái núi ổng két đó sau này cũng dở luôn, cái núi Sam cũng dở luôn, núi Sam tiêu mất mà Thất Sơn Điện Đền đó, núi ông két này sao núi Bà Đỏ Om cũng dở ra luôn, dở ra hết trơn, núi Cô Tô cũng dở ra nữa, núi Cấm cũng dở ra chứ đâu phải đó. Lập cái đời Thượng Ơn Thánh Đức này là nghiêng ngửa đặng chứ đâu phải tầm thường, mà nhưng cái người tu còn, cái người tu không bao giờ mất, cái người tu không bao giờ mất, cái người tu là của Phật trời, nói cho ai nấy vậy mà tu thân tu hành vẫn được. Đức ăn thì ta chẳng phải các sát ăn người đời, ông đâu tu có đức mà ông, nếu mà không có đức ông không phải cái người mà đức ông đức bà sanh. Cho nên tu phải có đức rồi. Bây giờ ráng tu, ráng làm hiền lành, tu nhắn nhủ gần xa hết trơn anh em chị em, ráng lo tu hiền làm lành để giữ, ráng học cái chữ nhẫn đi là đắc đạo đó, cái chữ nhẫn một thôi, ráng tu đắc đạo đó. Chữ nhẫn một thôi, ai nói gì nói cái chữ nhẫn đó là Đức Phật thầy An nó học không giữ chữ nhẫn niết bàn không xa đó, chữ nhẫn mà ai nói gì, bởi vậy thầy có giải đó. Ai chửi mắng người ta giả điếc đợi cho người hết giận người ta khuyên đó, chữ nhẫn và ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quá, phải không? Đó. Nếu mà người ta mà hung sùng với mình mà mình không hung sùng lại đó, nhiều khi người ta thấy như vậy rồi người ta tập theo mình nữa. Đó. Còn mình hung sùng mình bạo ngược, mình chửi lộn đánh lộn có lợi lộc chỗ nào nữa, nó không có lợi lộc chỗ nào chứ mà mang cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp của mình, của chúng sanh, cái khẩu nghiệp nặng nề. Cái chuyện có nó không, chuyện không nó có, thêm bớt là cái nặng nề nhất là cái khẩu nghiệp đó. Bởi vì ghét người thời kiếm chuyện dễ thiêu mà cái thương diện lẽ thấp cao bào chữa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên đi qua dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công mà ở nói năng chân chất đó. Phật từ bi độ trong nhân vật thì lực kinh đã rất tin tưởng đó. Ông trong kinh dạy rõ ràng, đừng có thêm bớt gì chứ. Ăn thật nói thật là thầy có dạy mà, ăn ngay ở thật thì mày thấy tao có nhiêu đó vậy đó. Thầy nói câu này nó kết thúc đề tài không hay, như thầy nói là đến chừng đó 4 phương có giặc khắp hoàn cầu kiếp kiếp tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói qua cái gì cũng không bằng cái tu. Đến chừng đó 4 phương có giặc ha, 4 phương này là 4 hướng mà. Có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha. Kiếm chữ ma ha là gì? Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Chỉ có niệm Phật thôi mà Phật cứu thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Chứ sự thật mà giờ trốn đâu cũng không khỏi. Dầu mà mình có giỏi cỡ nào đi nữa mà không tu cũng không khỏi. Mà chỉ có niệm Phật thôi. Bây giờ giữa đường giữa xá mà thú rừng đó, nghĩa là nó gặp mình nó cũng cúi đầu. Bị là nó có nhãn quan. Phật cái gắn nhãn quan, cái người tu thì thú ấy cúi đầu, người không tu thì mỏ hầu nó xé xác không còn một mạng nữa. Cho nên như vậy đó, cái người tu là của Phật trời. Chàng ơi quý báu dữ lắm, muôn năm chỉ có một lần này thôi, có lần này mà đáng tu hiền làm lành lãnh dữ. Còn người ta, bởi vậy ông ba ông nói người ta sao mình vậy sao, mình bắt chước người ta sao. Bây giờ theo cái đạo pháp, theo lo tu hiền làm lành lãnh dữ, đó là cái người trí. Cái người đó là có cái duyên căn với Phật pháp nhiều tiền kiếp lắm, chứ không phải mà một kiếp đâu, một kiếp nó không phải một kiếp. Nó không nghe đâu. Mà cái nhân thân chi đắc, cái thân mình khó kiếm lắm nha. Mà kiếm được cái thân như gì nè, Phật pháp thì nan dân. Nó mình nghe cái lời một lời của thầy nữa, một ngày chết cũng vui, cũng mát nữa. Đó. Cái thân mình khó kiếm đó. Bây giờ chẳng hạn như bởi vậy thầy có nói là chuyển lưng trong nhân vật các loài, tăng mờ ám làm điều dạy dột, miếng làm ác đó. Đầu thân con thú này con thú kia, biết chừng nào trở lại là người. Đó, thầy có nói rõ ràng, chuyển lưng trong nhân vật các tài, căng mờ ám làm điều giả dột. Bây giờ mình có cái duyên căn, được cái duyên căn này, được cái hình hài này, được nghe lời của Phật pháp, mình tu nữa, mình bước lên, có bước hai bước nữa, thấy Phật Thánh Tiên rồi. Dạ gì mà bước xuống, chung xuống xa địa ngục, bởi vì ông đó thiên đường lộ ấy dán ra ngục, dán que ngục môn không cửa hè nhau để vũ nhau chung xuống dưới vậy. Lam kiều hữu lộ vô nhân đáo, địa võng vô môn hữu khách tai. Nó minh mong vậy vậy không chịu mà đi tam địa ngục gài than rồi mà chung chổng này uổng biết bao nhiêu nữa. Mà muôn năm chỉ có lần này, chỉ lần này là Phật Thánh Tiên xuống cứu mình nữa, là đại phước luôn. Mà không tu nữa là phải chịu thôi, chứ không có còn nói cái kỳ nào nữa, chứ có kỳ này nè, muôn năm chỉ có một lần này thôi đó. Bây giờ anh em chị em xa gần, tu khuyên anh em chị em đáng lo tu hiền làm lành đến dự. Bây giờ sang giàu cũng không có làm gì bà con ơi, chết không có đem theo gì. Cái bản thân mình giữ còn không được nè. Đó. Mình giữ tài sản chứ. Đó. Bây giờ ráng lo tu hiền làm lành đến giữ. Đó. Nếu mà ta giữ được á, thì giàu người ta giữ cái xác thân được hết trơn rồi. Đâu có giữ được. Tới số phải đi, tới số đi mà làm ác á, thì tội dứt Diêm Chúa. Đức Diêm Chúa hành. Còn nếu mà mình tu hiền làm lành đánh giữ là Đức Diêm Chúa thương. Là tại sao trong cái giáo lý thầy có nói rõ ràng, Đức Diêm Chúa thương người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Đó, cái niệm Di Đà, niệm Phật này là nó quý báu vô cùng mà. Còn Ngũ Long công chúa đó hả? Ngũ Long công chúa đó đến chừng đó là cái thời kỳ đó là cái thời kỳ nó tới đời rồi. Tới đời nó mới ra luôn. Nó ra là nó đốt 5 tấc đất đâu. Đó. Thầy ba công chúa để coi hồi đó tôi nhớ 5 người công chúa này qua ở bên nước Nhật, nước Pháp nhiều lắm, 5 người đâu, nó quá lửa nó đốt đó. Mà chỉ nghĩa là các chư thần đứng lắc đầu mà, rồi Tề Thiên xuống là thâu phép. Đó là qua cái đời đó là cái đời đó hỗn độn cái đời đó. Bởi vậy thầy có nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đó. Mà nghĩa là trong đó đó, nghĩa là mình đó, cũng khổ lắm, người tu cũng khổ lắm, các con đành cũng phải chịu thảm thầu. Đó. Chứ không phải mà như vậy đó mà yên đâu, mà nhưng gắn trí thầy đây cứ khỏi niệm Phật là khỏi à. Có nghĩa là Ngũ Long công chúa xuất hiện là tiếng nào là nước, của Pháp, rồi gió, khí độc, rồi đủ thứ. Nó đốt, nó quá lửa mà. Rồi đó, đến đó ai ra tay mới có thể ngăn chặn được. Cái đó là các vị Phật Thánh Thiên xuống hết. Là các vị giáo chủ đó. Cũng như Tề Thiên Đại Thánh, ông Văn Thù Bồ Tát Từ Bi đó. Dân thù ta chấp thần thương đánh ra một cái tan tành, còn chi đó dân thù Bồ Tát đó. Các vị Phật Thánh Thiên xuống nó là trừ nó chứ ai trừ cho nổi. Cái đám này không ai trừ nổi. Dữ lắm. Nói qua nó dữ lắm mà, nhưng mà cái người hiền còn, ngộ vậy đó, người tu còn. Đó là màn cuối hả bác hai? Màn cuối rồi. Dạ. Rồi thời kỳ mà nó thả dịch bệnh xuống là qua chưa hay là sắp tới đây sẽ có nữa bác hai? Bây giờ chẳng hạn bây giờ năm nay gì, qua năm nữa, càng ngày càng siết, siết hoài tới đó. Bởi vậy thấy như vậy đặng cho cái người mà ta thức tỉnh ta tu thì cũng kịp, còn nếu thôi không tu á, chừng mà nổ cái đùng rồi. Bởi vậy hồi nãy tôi có nói đó, nếu để chờ sắp nổ dân thanh e bá tánh ăn năn đã muộn đó. Chừng đó mà thấy khổ mà tu niệm Phật không có ai cứu mình được chân á. Gian mờn niệm Phật, Phật nào cứu cho. Bây giờ ráng tu trước đi, ráng làm lành đánh giữ đi bà con ơi. Nếu không phải nói chứ bây giờ cái đời này tuy nó khổ mà nó sung sướng nhất. Sung sướng nhất là gì? Là có Phật Thánh Tiên dạy cho mình để mình tu được giải thoát, về được hội Long Hoa trọn trẻ tu mi người hiền ư đức đó. Dạ bác hai, như thầy nói đó là chim đua bay cá lại trên mồi, là cái đó là chim đua bay là cái gì mà mình... chim đua bay cá lại trên mồi đó ha. Dạ. Đây Nam Mô A Di Đà Phật, cái đây là cũng nói cái hỏi cái cơ hay không? Dạ. Cái đó là chim là máy bay. Dạ. Cá là tàu thủy. Dạ. Trên mồi, chim đua bay cá lại trên mồi, ngọn thủy chiều nô nút sụt sôi, bầu trái đất một phen linh chuyển. Sau này đó máy bay. Bởi vậy sau này đó như vậy mà nó cũng kêu hả cháu ơi. Dạ. Thầy có nói á, để coi thầy nói là bên Tử Thánh nói trời ơi sao ó biến bay. Dạ, đúng rồi. Xe kia biến chạy tại ai xe ngừng, súng sau biến nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ, ngồi buồn nói chuyện ngẩn ngơ, cho ai rõ khúc thiên cơ tại trời. Đó là chừng đạo Phật thua thâu ngũ hành đó chứ. Súng không nổ, không có gì hết trơn, máy bay cũng bay không được, tàu cũng không, thâu hết ngũ hành. Cho nên á, chừng đó đó thập bát mới ngẩn ngơ, không có bay được. Chim đua bay mà, chim là cá, máy bay, cá là tàu thủy đó, cá lại trên mồi nó, ngọn thủy triều đó, nó ở dưới sông mà nó chạy mà, ngọn thủy triều nút nút sụp sâu, bầu trái đất một hoang linh chuyển đó. Cho nên đó, sau này Phật thâu ngũ hành hết trơn rồi nè. Bởi vậy còn tụ độc hồi nãy đó, trời ơi sao ốc biến bay, nó không có ai được là ngục, Phật thâu ngũ hành hết trơn là đạn súng gì nó chai chứ không có nổ đó. Cho nên sau này nó Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế là cứu chúng sanh như vậy, chứ để mà nó hại mình mà nó là quả tiễn này kia rồi chết hết hết. Bởi vậy trong kinh có nói đó, liên tử nghe danh đến thử thầy, nó vô nó bỏ bơm liên tử mà không nổ nữa mà. Bởi vậy nước Việt Nam quý dữ lắm quý, bây giờ thật là quý dữ lắm mà các vị Phật Thánh Tiên. Bây giờ Phật Thánh Tiên đông độ bước sang miền Nam địa phân chiên đẳng cấp, bây giờ các ngài về Phật Thánh Tiên về nước Việt Nam trên rồi. Nó Đức Phật Thích Ca Từ Phụ cũng ở Ấn Độ mà tại sao mà không cứu dân Ấn Độ? Thì mới sập đất ở bên Nepal nó ngay cái đất Phật luôn đó ông thầy. Nó trà già hai nước mất thay không còn. Đó. Như tại sao không cứu Ấn Độ? Là vì ông Phật thương đã ai tu hiền niệm Phật là Phật thương, chứ đâu phải mà cứu dòng ba thới để lại. Đó là cái lời đó là cao quý dữ lắm bà con ơi, dáng mà mình tu. Đó là nếu tu cái người nào tu, tại sao tu có phước mà tu là không phước là sao? Cái người tu là của Phật trời, nói cho ai nấy vậy mà tu thân có duyên căn mới được vô đó, còn không có duyên căn đó thì chư thần không cho ơn nữa là vô đâu. Đó là tôi nói nữa là sơ qua thôi. Còn cái vấn đề mình người tu hiền á, đi tới chỗ nào cũng được hết trơn. Còn cái người hung á thì không đi tới đâu hết trơn. Cái người hung là tạm diệt, không còn một mạng nữa. Là hiện bây giờ đó tôi lên clip đây tôi nhắc lại nhở lại. Bây giờ anh em, đây là tôi nói cái này cũng hơi xuyên tạc chút nha. Anh em trong đồng đạo lớn nhỏ xa gần gì mà nhớ lời cái Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy đó, sống sanh ra phận dâu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân là mình còn bữa nay theo ông này mai theo ông kia là đính nên rằng là Đức Phật nói không còn một mạng thì mình là không có tránh. Bởi vì ông dạy đó tránh tinh tấn dẫu thành 27, quyết một lòng tín ngưỡng của mình. Dầu ai mà phá rối đức tin ta cũng cứ một đường đi trước, nhắm một đường thẳng bản mà đi. Đây là tôi nhắc lại cái là vàng ngọc của Thầy. Nếu mà anh em chị em tu lâu mau vì tôi không biết một ngày cũng được nữa, mà chung với Thầy Tổ, chung vì đạo Pháp là chắc là phải sống. Còn nếu mà không chung đó cả, bữa nay là nghe ông này mai không nghe ông kia là không còn. Nói thật cái lời đó là từ xưa tới giờ là Phật Thích Thánh Điên để lại, để tôi nhắc nhở anh em chị em mình bây giờ ráng tu ráng. Cái thời kỳ này nó gấp rút lắm rồi, bà con thấy nè, chết chóc đủ chuyện hết trơn, nó khổ sở sụp đất, nào là lục bão. Đó là mà Thầy có nói là chừng nào sụp đất lục bão nhiều thì chừng đó đời sắp hạ. Mà không biết năm nào ngày nào, đó là trời Phật không có nói vậy thôi chứ không có biết cái năm nào tháng nào. Mà nhưng mà bây giờ mình tu đang mà giải thoát nha bà con. Tu đây là tu giải thoát, tu nghĩa là về cái cảnh giới. Dầu mình làm dân Phật quốc cũng sống đời đời kiếp kiếp chứ không còn bệnh hoạn đau ốm như đời nay nữa. Bây giờ anh em chị em xa gần, ông bà cô bác, tôi nhắn cái lời này là tặng tường trong lương tâm tôi. Anh em ráng tu hiền, ráng niệm Phật, ráng làm lành lánh dữ anh em chị em. Còn mình biết đạo nghĩa rồi, mình tu thì mình phải ráng nhẫn cái chữ nhẫn nhịn. Dầu ai nói gì nói mình cũng nghĩa là bỏ qua, ráng làm niệm Phật, ráng làm lành lánh dữ. Đó là cái lời vàng ngọc của Thầy để lại mà tôi nhắc nhở cho bà con. Chứ thời kỳ này gấp rút lắm rồi, bây giờ bà con thấy dữ lắm, khổ rồi đó. Nếu mà người biết đạo rồi là thấy khổ, còn người không biết đạo là không thấy gì hết. Nó cho nên trời Phật Đức Ngọc Hoàng cũng có nói, và Phật Tổ Đức Phật A Di Đà cũng nói, và hết trơn các vị Phật Thánh Tiên là chỉ cái đời này, cái đời hạo ơn này, cái mạt kiếp này con người tàn bạo dữ lắm. Mà bà con được tu hiền làm lành lánh dữ là quý dữ lắm, quý sự thật. Đây là tôi nói là qua cái còn cái về kinh giảng đó thì lật ra đề hạo ơn mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, rồi đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi mà đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc đổi Trịnh Biên Thất Sơn lại đổi qua Liên Nhà Bà, rồi qua Điền Nam Nước Chạch Đàn, qua lộ Dân Giáo Máu Tràn Dư Sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi ông cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ Nam Ban. Trời xây Âu Á bốn ban, nước tràn bờ cõi khó an. Thời kỳ nước là không phải nước dưới sông mà nước các nước đó, sự thật. Chuyển lưng võ bực vương Thầy, ngửa nghiêng trời đất mới lập Thầy Thượng Quân. Không phải mà mình tu đây đó nhờ cái trời Phật cứu mình, chứ sự thật là không ai cứu khỏi được hết trơn Dầu cha mẹ thương cỡ nào cứu cũng được, mà nhờ ơn trời Phật chư vị trong quan cứu mình ráng tu nha bà con. Đây là tôi nói nghĩa là qua cái lời Thầy dạy đó. Bây giờ bà con tu là sống, nhất định là tu. Ông Phật nói tu người hiền đức mà được hòa chân Chúa, người hiền mới xem được hội luôn qua, còn kẻ ác đức thì không ai cứu hết. Nó cho nên tôi nhắc cái lời vàng ngọc của Thầy để lại bà con anh em xa gần ráng tu. Bây giờ hiện bây giờ đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật lâm phàm xuống đây mà ông nói xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Có một lần này là ông xuống lần chót, không có ông nào nữa hết trơn á, mà nghe ông này ông kia, ông hai ông ba ông gì đó không biết là mình làm lạc hết. Chỉ là cái pháp môn Thầy bế mạc rồi, nghĩa là không có ông nào mà nhái hết trơn, mà nhái theo là tàn là tà đạo không. Chỉ bây giờ theo Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật là lâm phàm xuống đây, là chịu nắm sắc lệnh xuống đây. Cho nên bây giờ bà con nắm là cái chân lý tôn giáo Phật giáo Hòa Pháp. Chữ Phật là gì? Chữ Phật là bên Ấn Độ, chữ giáo là bên Tàu, đáp lại là Phật giáo. Chữ Hòa là thịnh thảo, chữ Hảo là tốt đẹp. Chữ Hòa là cái đời Thái Hòa, cái đời Tam Hoàng. Cái chữ Hảo là cái đời Kiệt Hảo, là Ngũ Đế, Phục Thi, Thần Nông, Quỳnh Đế, ông Yêu, ông Thấn Đất. Hai cái đời đó là tốt. Nhà không đóng cửa, của đời không ai lượm, cho nên thầy mới đáp lại Phật giáo. Phật giáo là Phật giáo là dạy, chữ Hòa là thịnh thảo, chữ Hảo là tốt đẹp, chữ Hảo là thịnh thảo. Cho nên cái đời Thái Hòa với đời Kiệt Hảo, cho nên Đức Huỳnh Giáo Vũ là đáp lại là Phật giáo Hòa Hảo. Chứ Phật giáo thôi chứ không có chữ Hòa Hảo, mà nhưng cái Hòa Hảo là cái thịnh thảo. Mình phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, đó là Hòa Hảo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật. Đó tôi đã nhắc sơ qua, còn hiện bây giờ cái thời kỳ này nó khổ lắm. Bà con thấy bây giờ các nước chiến tranh bùng nổ, đủ chuyện đến làm những cái chuyện ác đức mà giết người không. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì xuống đây dạy cho chúng sanh lo niệm Phật mà tránh cái bom đạn. Bởi vì ông ba ông nói đó, niệm chữ từ bi giặc chi cũng sợ. Bây giờ chẳng hạn giặc trời, đây là cái giặc trời, giặc bính âm mà bà con niệm Phật đó. Là vì Đức Ngọc Hoàng có sai 7 người con xuống đây là dạy, nghĩa là gia đình nào biết tu hiền làm lành lánh dữ là tránh, còn nếu không có thì không còn. Đó là cái lời Phật nói, là tôi nhắc lại đó. Bây giờ bà con ráng tu hiền làm lành lánh dữ, còn cha còn mẹ ráng thờ phượng, còn vợ chồng ráng thỉnh thảo, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thỉnh cháu con thảo hiền. Thầy dạy rất là dễ mà tu không được nữa thôi, chứ có đâu có kêu bỏ cha bỏ mẹ vô chùa vô chiền gì tu đâu. Đó đâu phải mà thầy kêu tìm cái không, cái vô vi, đạo vô vi của Phật. Anh cần nói thế chí Thích Ca ngày trước tìm cái không, chứ bây giờ không có chấp hình tướng, chấp hình tướng lại hoài hết. Chẳng hạn như Đức Phật thầy cũng có nói mà, Đức Phật từ Đức Phật Tổ tới giáng tới giờ có chỗ nào mà Đức Phật Tổ mà kêu lập chùa lập chiền lập đắp cốt Phật đâu có. Đó là bên sư thần chú. Bây giờ ông chỉ vào cái tâm, cái nội tâm của mình á, tìm trong tâm tánh của mình. Phật Thánh Tiên là không ngoài cái tâm của mình, nó hạ quỷ súc sanh cũng do nơi cái tâm mình. Ông nói là ông dạy rất là kỹ lưỡng mà có thể mình người hiểu đạo mới biết được là gì. Ông nói cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên vậy, Phật cũng là tại nó, không ngoài cái tâm. Mà Đức Phật Tổ có nói các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ cái cõi ta bà. Dầu bà con có giàu có cỡ nào đi nữa cũng khỏi khổ, mà nghèo cũng khổ. Chi bằng cho ta nghĩa là tìm cái chân lý mà tu hiền làm lành lánh dữ là mới được giải thoát. Chứ giàu thì lo trang lắng với người, miễn cho được đầy dương đầy tủ, của dương thế góp tom bảo thủ, sợ giam khi trộm cướp dình mò, rồi lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ túng thiếu tiền chẳng trả. Còn nghèo á thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơm nè, có cái nào mà sung sướng đâu. Chỉ bây giờ ráng lo niệm Phật mà muôn năm chỉ có lần đây mình tu được giải thoát, cứu được cửu quyền thất tổ mà gia đình nghĩa là được nghĩa là thận hòa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Tôi kể sơ ra cái hạ ơn này đó. Bây giờ đồng đạo Dương có muốn hỏi cái gì nữa chứ nó là tôi biết là tôi trả lời.